Đớm mới có mới dính đó. Ừ. Ủa mà nó to xưa rồi á. Đĩa à? Mắc cây hả Quốc? Có mè không hả? Ừ. Hai con. Cắm thằng đi vòng là thăm. Ừ. Mời cắm không quay lại đi. Chín rồi, chín rồi, đây, 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 đây. Hả? Cái con này dính giật mạnh nè. Ờ, tới, tới. Con giật mạnh nè. Coi coi. Con đi cho thịt khệ rồi. To to nha. Không cái cành cành ve mày le mày giật giờ cá bự á. Ôi ơi. Ôi thấy chưa? Trời ơi. Trời ơi. Thấy nó giật mà. Má nó đã chưa? Trời ơi chặt coi băng cầm tay ròn luôn đó. Giờ lên băng cầm tay ròn luôn. Không, giờ, giờ, giờ lên rồi. Kiếm cỡ theo một con về hai con này thôi là quá về là cái lẩu con rồi. Ôi ôi. Đó. Đó phải thăm, đây, thăm, đây, cái thăm đó, câu là thăm, phải thấy giật giật vậy đó. Giật vậy đi nếu nó lâu ngoài. Rồi thăm gờ đây rồi cầm cân khạc xuống. Thằng kia nghe con chạy đủ mày mày có bộ đồ thôi đó. Rồi, thay thay cân khạc xuống. Đây. Cặp á. Đây nhiều lắm à. Đây nội. Không mưa này nước này là có à. Có mà nhiều luôn đấy nha. Long cao không biết được nhiều chứ không biết. Hôm nay trên kia 20 con nó búng mặt nước rồi kìa. Ôi ơi, cái chặt. À, rồi gỡ. Nó mình đâu cần phải lấy lưỡi ra đâu, nhúng nhúng mấy cái là nó tụt ra. Chặt chặt nữa, chặt nữa. Ờ đứt đứt gỡ cái rong cả đó đấy bò cả chấm sống. Hả? Có thêm con nữa, con này nhỏ hơn. Nhỏ. Ồ, mà vip thôi. Con này cũng rồi, hai con cầm canh gòn nó kèn rủi giấy kìa. Không cầm đi, cắt lưỡi đi. Đâu có lưỡi, đâu có đem lưỡi theo đâu. Không đem lưỡi đi hả? Trời Đức có cái kéo không? Có rồi, có rồi đó, mà đem lưỡi. À? Lưỡi thầy. Lưỡi hả? Thầy không đem hộp lưỡi đi, lưỡi ở đây sao gỡ? Bơm bơm đi. Bơm lưỡi sao gỡ? Nút sao mà gỡ? Nút lại okay, kệ cầm vậy đi, mình nhiều cần mà. Mình nhiều cần mà. Rồi. Đi cặp đó rồi. Có vip. Cầm lại. Nói nhiều mà Quốc hả ha. Mấy kiếm chục con. Quá đã quá đã. Hello, xin chào cả nhà nha. Nay qua đi mua lưỡi câu, hôm nay đi vô rừng chặt lè làm cần câu cắm nha cả nhà. Quay cho cả nhà coi nha. Quốc lưỡi rơm. Chặt lè. Thì ngon ngon lè là vừa luôn nha cả nhà. Làm một bó đi cắm câu. Cả hiệu bữa ăn gia đình. Đây này nhỏ hay bự? Vừa thôi, nhỏ mà lối nó. Vậy được không? Ừ. Cái cần gọi là cắm vừa đó cả nhà. Cái này bị thứ gãy á. Cá gãy bự lắm. Cá trời ký gãy nổi. Mày rừng le nha cả nhà. Bữa trước là cũng có đi vô đây bẻ măng kiếm măng. Thấy không? Cá trời bên ký gãy nổi. Mày gọn toàn được nhiêu đây nha. Đếm được hại mỡ là mỡ nên cô bẻ không đâu lấy dao sắn đâu bẻ không này vào cô đang đi bẻ măng trong hay nhà. Vừa vừa bẻ vừa lột luôn quay luôn ha sáu chục cây á hả sáu chục cây cô là chuyên gia bẻ dao nữa. Ừ. Thì bữa nãy em nói với nhìn không hỏi đó. Bằng tay không vừa bẻ vừa lột luôn là sạch luôn. Nè. Một hộp. Em mua cục thịt là luộc mà hả? Luộc
mấy mấy chục cân nha. Rồi về mình làm tròn lại nữa thì nào sâu sâu thì bỏ bớt. Đang quay á, ai mà cột kiểu đó. Về làm dây nữa nha cả nhà. Bơ quay xong rồi xẻ sọt vô. Về làm dây làm lưỡi. Đói bụng chưa? Vậy cũng nói nữa. Thay đổi sao? Về nhà rồi nha, thường đang làm nữa. Làm cột dây cột lưỡi. Nó dài dữ. Trong cần câu máy nha. Cực tốt và quấn lên khúc nữa. Làm xong rồi nha, được năm mấy cân nha. 50 cân rồi làm xong lưỡi à. Đi cắm quay cho cả nhà coi nha. Mày đi cắm câu nha cả nhà, tối qua mưa nước lớn quá trời luôn à, đi cắm câu nha. Đây gì ăn không? Đó còn một thù đó. Hủ đang vô ngọng luôn á. Tôi có tiếu gõ nữa. Ừ, đó. Lưới này văng đâu? Một cái mướn như đây nè. Văng xuống văng ngang nè. Không chụp đi xuống cái mướn nó, mướn nó đợt trượt có khí quá trời luôn. Đó, hủ môi á. Làm con không? Rồi, sao lặng ngon. Mày đâu có sâu đúng không? Mày khai trương cái trường nước chảy cắm. Quá thì cắm cái này nè. Chỗ nó chảy cắm cái này. Kia không chảy thì ốc nhỏ vậy. Làm ốc một bự bự. Tối hôm qua mưa lớn quá lớn nha cả nhà. Hôm qua mưa lớn lắm. Đây cầu dài xuống đi. Nhà quốc là ngập lên tới sân. Cắm xuống đi ha. Ừ. Rồi móc cắm từ đây còn xuống. Thay cần đi. Cái lúc giao vậy trời. À, trùng nè, trùng hộ con to móc lắm. Móc con đấy. Móc đi. Móc đi cầm cho nhanh. Rồi cầm dọc bờ lên giúp nước có chơi rồi mà. Mà xa ra anh tỷ chứ anh tỷ nữa nước còn rút á. Giờ nó nước đã rút cho anh đó. Quăng ra là có ốc nó chìm xuống. Ừ. Lên ngang thấy là tám. Làm con có chặt dài. Ừ. Ba con có lăng nữa. Vậy cái vườn cây cao su có này. Có hàm quá không Đức? Vườn cây cao su này có giá mà người ta không cào luôn nha cả nhà. Ta bỏ không luôn. Là không được đâu á. Không cào luôn. Tội đem dao vô cào hết quốc. Tôi vô thăm câu rồi cào luôn, sáng mai về làm ba mũ cái ngày, ba mũ về đi vốn cá không con cũng được. đâu cần cá không, đẹp này, không bo lên đỏ luôn trông nhiêu mà đúng, đây đó. xích lên canh cái tay ra đó ngày 4 người bao này dụ dư ăn rồi cạp lại dài chứ. Ú, rành mũi. Bắt lưỡng luôn. Cắm mình gần nhau chứ sao vậy? Ừ, cầm đài đi nhiều cành mà. Dọc cầm dài xuống. Ê, trùng ra. Ú. Trùng bự. Đâu tới đây. Trùng hết hồn rồi. Trùng mình có nhóc. Ừ. Mưa này trùng có nhóc. Đại đi vừa đi xuống luôn, cầm xuống luôn nước. Cầm xuống luôn. Dưới kia nước em. Xuống khúc dưới.
cầm thêm tay lưới nha cả nhà. Xuống kia có cái mương dân năm ngoái là thầy có cái mương thầy rô phi quá trời. Đây đi cầm theo nó chỗ này em cầm dây vô đây vô thêm đây nè nè dứt đó chỗ này em dứt vô đoàn kiếm mở cái chất 50 mấy cân nha cả nhà. Nó dính chân trong dính cái chục con cái chất là được trơn quá. Cái chỗ này khỏi cần đi. Cây vô nhìn cây thì mê nha cả nhà. Dân dân cầu mù không mà vô nhìn cây này mà bỏ uổng quá trời luôn. Này dân đâu vậy đây? Vườn cây cây to thì mê mà. Sài Gòn Bình Dương nữa. Đợt mua rẻ có nó bỏ luôn cái gì. Này bỏ lâu lắm rồi. Bỏ lâu lắm. Nhiều quá nó không thèm á. Bỏ lâu lắm nó nhiều quá quên luôn á. Này nó hồi nó quên lắc luôn. Quá. Bao nhiêu miếng mà nóng. Cầm chắc cả to lôi canh đi luôn. Cái đồ đang hồi mà nó phải là đêm qua mưa nước lớn. Ngập hết nhà Quốc ngập. Quốc tội em ngập mà em không quay lên Quốc. Cầm xả xuống ủng hộ nữa. Chui người cũng như thâu cái dây gọn ngay đó mình tối phải gài vớt lên chọi tới chuồng bò. Tắt video đây nha cả nhà, tôi cầm xong rồi chụp đi thăm quay cho cả nhà coi nha. Nhiều đây khăn mà quay hết luôn thời gian nhiều lắm cả nhà coi cũng chán nha. Vừa cầm câu xong nha cả nhà. Đức đang câu nè, câu tay nha. Còn anh em là chắc đi xuống cầm tay lưới đi xuống cái mương cái răng đi. Xả lưới. Xả lưới nó uống không? Nó bên nước nó sẽ. Này chỗ này cũng người ta không có câu này nha cả nhà, câu nướng cá thôi nha. Bạt nó bên kia trải bạt nó có trời luôn. Này, điểm câu cầm cân quá trời. Chăng lưới nha cả nhà, chăng cái mương này nha. Nó này nó cũng xấu lắm á, rộng. Lắp
Này có ốc không? Có ốc không? Hồi bẻ nướng ăn. Dân trong lùm le đi thì nhìn trên ngọn le nha cả nhà. Rồi cho em hộ mây. Tầm nắng. Đúng rồi. Không quăng cày nướng luôn. Đêm mưa to quá. Đêm chưa ngủ, sáng ra ngủ miếng gà hổ miên với mấy anh nữa. Móc rồi, nó được rồi, tới đó nó cũng được rồi. Có là nó ra, nó chạy ra. Thăm khôn trong lúc rô hả? Rô là gì? Mẹ phải để cái chữ mẹ nhỏ quá. Thôi môi con không thì thay môi luôn. Lấy em con này. Khô dịnh cả này nha. Ai cắm cái này đây? Đứt tôi vào trong lùm thẳng. Trong lùm ngon mà dịnh con đó. Cực tế rồi gì cho thay mồi nha. Cái nhỏ hơn cái lự. Cái nhỏ hơn cái lự. Thay mồi không đi vô. Có dính là được rồi. Cầm con cá luôn á. Ủa? Mai nè hả? Dảnh. To. Bự, con này được. Nhìn cá đó. Thấy căng căng là hết rồi. To nha. Bàn tay gom. Lên. 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 Ngon. Ngon nha. Cầm cho ông chồng mới gom. Ai mà ngờ. Bàn tay luôn nha. Mới vừa cầm xong giăng lưới xong quay lại thăm nha cả nhà. Ngon à. Thăm xếp rồi hôm nay. Ngon. Mắc ha. Làm gì đây? Móc gì vậy? Thì nó câu nó dướng lự móc. Chín cá rồi không? Chín đâu? Mắc cà. Nãy nghe sống sống đó mà. Rành mối. Rành mối. Nói hay thì cũng chạy nấp sau á. Này, trong lùm là núp trong lùm ấy. Mới xuống chứ chưa 30 giây nữa nè. Đĩa bu rơm bị đĩa bu nha. Đĩa to quá mà nó cắn cái là. Đây gốc cây đó cành nào bị ăn hết mồi nha. Thấy mồi là. Ừ. To chà bá nè. Đụng vô cái lần chạy máu đi. Mới vừa xuống nó luôn chứ bộ. Có phải xuống ngâm lâu đâu. Vừa cỡ ngay gốc cây rồi mà nhìn vì không có cá mà vì con đỉa to nó bu. Nên vô bơ chứ, nước ngoài anh chạy âm âm mà, nên phải vô bơ chứ. Cầm cá đi chưa? Chưa.
chưa? Đó mời con mời dịnh đó. Ừ. Đồ mày nó to thế rồi á. Đi à. Mắc cây hả Quốc? Cái mè không hả? Ừ. Hai con. Cắm thằng đi vòng rồi thăm. Ừ. Mời cắm không quay lại đi. Rồi, đây, 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 đây. Hả? Cái con này giật giật mạnh nè. Ờ. Đây này, đây. Tới. Tới. Con này giật mạnh nè. Coi coi. Con gì cho thì thề rồi. To to nha. Không cái càng càng che mày le mày giật giờ cá bự á. Đấy, đấy. Chết rồi. Đuối rồi, đuối rồi. Thấy chưa? Trời ơi. Trời ơi. Thấy nó giật mà. Quá nó đã chưa? Trời ơi, chặt à, coi bằng cầm tay ron luôn đó. Giờ lên bằng cầm tay ron. Con giờ lên rồi. Kiếm cỡ theo một con về hai con này thôi được quá, về là cái lẩu con rồi. Ôi ôi. Đó. Đó phải đây, đây cái thăm câu là phải dừng dừng vậy đó. Thăm. Dừng phải đi nếu nó lo ngoài. Rồi thăm gờ đây là cầm canh khạc xuống. Thằng kia nghe mình chạy đủ bài mày có bộ đồ thôi đó. Rồi, thay thay canh khạc xuống. Đây. Cặp á. Đây nhiều lắm mà. Đây nội. Không, mưa này nước này là có à. Có mà nhiều luôn đấy nha. Long cao không biết được nhiều chứ không biết. Bên này trên kia hai ba con nó búng mặt nước rồi kìa. Ôi ơi, cái chập. Rồi gỡ. Nó mình đâu cần phải lấy lưỡi ra đâu, nhúng nhúng mấy cái là nó tụt ra. Chập chập nữa, chập nữa. Rồi đứt đứt gỡ cái rồng cả đó đi bò cả dám sống. Hả? Có thêm con nữa, con này nhỏ hơn. Ồ, mà vip thôi. Con này cũng rồi, hai con cầm canh gòn nó kèn rủi giấy kìa. Không cầm đi, cắt đi. Đâu có đem lưỡi theo đâu. Không đem lưỡi đi hả? Trời, Đức có cái kéo không? Có rồi đó, mà đem lưỡi. Hả? Thầy. Lưỡi hả? Thầy không đem hộp lưỡi đi, lưỡi đây xong rỡ. Bơm bơm đi. Bơm lưỡi sao gỡ? Nút rồi sao mà gỡ? Nút này kệ kệ cầm vậy đi, mình nhiều canh mà. Mình nhiều canh mà. Rồi. Có vip. Cầm lại. Nói nhiều mà Quốc mà ha. Mày kiếm chục con. Quá đã. Không kỹ luôn kìa. Đó, chặt nữa không? Ừ, chặt. Ra ra cho nó đi. Không không không. Dưới dưới á, nó quấn cái chặt ăn quấn dưới. Con gì á? Hả? Con cá, con cá. Đừng có sợ. Cái con cá cắn mới được đâu mà. Ý là tháo ra chứ. Cái miệng nó gỡ 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 phù rớm coi. Học tay dưới luôn. Đó, dịch 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 đó. Coi coi xài uống. Xài uống. Đồ xà. Từ cá chạch cá chạch. Cá mà sợ gì nó. Cá chạch. Cá chạch nó mới quấn cỏ. Từ cá chạch cá chạch. Cá chạch nó ăn nó quấn ghê lắm. Ôi cá lăng. Cá lăng cá lăng. Nó lị 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 rồi. Trời. Cà lắng thì gỡ được mà gỡ đi đem tới cái rồng nó bỏ cho nó. Mát tay rồi ha. À. Mát gì mình tới cái cây thì rỉ là biết dính cá rồi. Gỡ 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 cả tới bò rồng cho nó sống. Tưới cá. Rung 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 rồi. Cái mát tay rồi. Vô rờ cái lụm liền. Cỡ này rung rung biết cần là có dưới rồi. Móc 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 mồi thay mồi cầm tiếp nha. Cái gì rỉ là tôi thấy lụm đó rồi. Vô vô rồi. Từ quán trà đó. Cái đuôi tưởng đâu có chặt đó. Này có Sài Gòn về nữa là hết rồi. Này. Này anh Khánh Sài Gòn về nha. Khánh Sài Gòn. Cái gì vậy tao biết dính to vậy. Đi tầm 2 đợt thôi được là lụm rồi. Cá nữa hả? Từ từ. Tay mất tay. À. Mất tay liền. Rồi. Rồi tới thả luôn cho nó sống. Đem tới nó móc chung. Má tay rồi nha anh em. Rồi cái nào lục cái đó nha. Con này là cá dẫn đúng không? Mày lúi. Mày dẫn. Rồi. Thơm thơm. Em móc môi cầm lại luôn. Cái nào? Con hả? Đó. Dỡ luôn đi Đức, dỡ đi coi mà nó hơn thay môi. Có cá gỡ cá mà nó hết môi thay môi chứ. Con môi.
Mới sạn nước lỡ nó dơ nước rút bớt lên cả nhà. Sạn ngập lên tại đây giờ rút. Xuống tại đây hết rồi quay lại. Cành này chưa thấm này Đức. Còn cành này nữa. Còn lưới gì? Còn tay lưới nữa. Rút lưới luôn đi chứ nước rút rồi. Nhưng mà ở giữa nó cứ mẹp bơ được á, Đức đâu có sao đó. Cứ thả mẹp bơ là được. Cá chạch nó đi theo. Hút đó đó. Hút đó có cái quốc cầm lại chưa? Đó, ngay đó đó, cầm đi. Rồi. Ngay đó đó. Ngay đó luôn. Mẹp mẹp bơ cò cò này là chạch nhiều lắm. Tao mát tay tao chờ hai cây, chạch là lùm hai con thấy không? Dưới này con không rơm? Rơm. Giờ này con canh nào không? Còn hai cầm mướn hả? Thăm luôn đi. Đi thăm, thăm lại nè. Cả nữa rồi, rớm hả? To không? Chưa thấy được nha. Lôi lôi trong lùm luôn rồi. Gai à. Rồi, lôi cũng lôi trong lùm. Rồi, chắc cả chặt đó. À, trê. Trê. Má chị ba. Trê á. Gỡ bỏ vào rồng, gỡ bỏ. Trê vàng ươm. Bỏ vào rồng cho sống cho tươi cá nha cả nhà. Rồi. Cầm lại. Đã ha. Trê vàng. Cá trê. Tại vì thấy cái cước đi vô là biết dính rồi. Cước bây giờ mình cắm đâu rồi giờ nước cước đi vô đó. Nước này thì từ cước nó căng ra ngoài. Cầm xong gờ gờ thái môi cầm lại lên dạ à, thái môi cái tế này bằng con lắng thế này á to hơn cá chịu ăn dữ đâu có hai cân lần mà hai cân lần mà rồi cầm môi cầm một khúc này luôn đi đâu đâu khúc này luôn nè có chặt nhiều nè gờ lưới nha cả nhà gờ lưới rồi lên thu cành câu về luôn thu cành câu cắm về luôn đó sau rớt này có làm lúc hơi về không có để lâu nha cả nhà rớt được nào này bữa sau mà đi cầm đêm quay cho cả nhà coi nha sớm mai giờ sáng cầm tới sáng luôn mà nó ăn thì nó ăn liền rồi đừng có kinh luôn đó là một thằng bị rồi rút vô mẹ cũng đứng ngay đó luôn kìa kêu cái gì mà đâu đâu ha mày giờ đóng mày nuốt chết luôn tự mai lò ghẹ luôn mày nuốt chết luôn cái rổ trắng có bịch kìa lấy bịch đến lưới đừng đi tí này ra bên kia rồi đừng lưới sâu có cá thì lấy ấy mà đừng có người xuống hả? Đất xuống đất. Thấy không hả? Mày tới đó cho mày hãy xuống nữa. Bỏ chân này xuống đứng chỗ nào ta? À, dài không? Được lè. Được chưa anh Nam? Được chưa? Nặng tay. Nặng tay không? Kiếm chim xù mà hơi nghe khó quá. Nhiều quá vậy. Đó, không có dính rồi đó. Đó. Anh chà. Có gì đó. Mũi hay làm trên nữa ha. Ừ. Mũi đẹp không? Mũi cho màu kỳ. Cua. Đó cua đồng á, anh này cánh đội ăn cua đồng á. Bỏ cho nồi cho ngọt. Có cua là không có cá rồi. Thôi, cháu chịu rồi đó. Có cua là không có cá. Cua là phải có bầu. Bữa làm công ba lần mấy á? Ba lần hai. Mấy mét? Trăm mét lần một tháng có đại. Này là đối vô đi bắt cua nhiều. Ui cua. Có cua thì không có cá. Trời, mua làm nồi. Có cua là được à, cua, cắt lưới. Mồi, mồi. Ngọt, 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 ngọt nước. Đó, đủ 8 con rồi đó. Ôi ơi, à, dư 8 con rồi.
Em gì lưới nó nặng anh chìm. Dư rồi, dư rồi, dư 8 con rồi. Mệt ra anh đi. Làm mẹ thì chúng nó đổ nhiều hơn. Thêm thằng nữa. Bò nhọt. Mưa cua đẹp đó bộ, thằng cua đây đó. Mưa cua bự bự không đó. Rắn. Với lươn chút chút thôi. Cái này cho con cua nói được. À, không định con cá nó lắm ta. Kiếm thêm cho con cua nói được. Hôm qua tụt tạc kia bên nhà ông Tám mà hôm qua nhậu. Hôm qua. Tới đây hết hả? Ừ. À có, có. Đâu? Quay quay coi mà. Quay nhỏ quá chắc rồi. À, tuột luôn rồi. Quay quay lối cái lưỡi coi. Không có con nào luôn. Được à, đâu được chục con cua á. Nhỏ quá mà tuột luôn. Ủa mà thấy chiều tắm mát mát mấy cô kêu lên trên nhà anh bánh tráng 40 cá. Mới xảy mới mới xảy con cá to lắm. Đâu năm. Quá trời mưa chứ trời. Đâu năm 7 kg. Thường thường con cá xảy to lắm đúng không? Cá sảy là to. Mẹ nằm mấy hang ngủ luôn mà. Sảy cá to ghê, ổn ghê chứ. Cá 3 kg. Một. Này lên gờ cua mệt luôn nha. Thu lưới xong rồi giờ đi thu cần câu nha cả nhà. Thu cần câu cắm. Có cá thì quay cho cả nhà coi nha. Còn không có thì thôi, thu cho nhanh nha. Một con lăng. Cá nha. Chết chết chết. Cả gì? Tôi chắc qua, tôi qua hang à. Cái lòi coi xu. Ơi ơi. Đó. Trời. Đó, thấy chưa? Bên đây là chặt nó mới lủi vào đó. Cầm một con ngon nha. Quá đã, quá đã. Đây đây đây. Đây thả ra. Thả ra luôn, thả ra luôn. Cá chặt thì không sợ sảy nó nốt rồi. Cá rồi, cá rồi. Chặt nó mới quấn luôn. Quá trời lớn luôn thấy không? Hôm nay mà câu giật là câu tay giật hơi bị sướng rồi. Thêm thêm được mấy dĩ mồi nữa. Thêm được mấy gấp nữa. Đó, gái. Gái gái táo không à. Gái gấp ngược lên. Đấy, đi dọc dọc lên còn nhiều cành nha. Này được mập hơn gấp. Bốn mập. Này, kết quả được nhiêu đây nha cả nhà. Cá. Chặt cả lăng cả tê. Chặt to nha. Rồi, về nhà đổ ra quay rõ hơn nha. Cá này về nhà đổ ra. Chạy chậm cho nên mà nhanh năm mấy càng đi đây hết cả chặt. Tại mình bướng đi ban ngày nên vậy nha cả nhà. Nay muốn là đi cận đêm nha cả nhà. Cận đêm cả chặt hơi bị nhiều. Chuối rồi cả chặt tê nha. Tê 40 ha. Cả chặt dài. Rồi giờ làm món ăn quay cho cả nhà luôn. Nồi cơm chua nha cả nhà. Mình ăn cà phê đây, mình cà trắng đây, nồi cơm chua nha. Còn ba con cà chặt thì xào xả ớt nha nè. Nè, bỏ nhiều quá, làm tóc phần. Cà chặt nha, cà chặt hết khúc 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 xào xả ớt nha cả nhà. Dạ. Chặt xào xả ớt. Bóc cái 5 ớt kia ra đây coi. Đổ. Gỡ cua nha cả nhà. Giăng lưới mà dính cua không giờ gỡ cua bỏ canh chua luôn nha. À, cua con to 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 không. Đây chặt xào xả ớt nha cả nhà. Đây. Mình phải chào mời sau thì tôm thịt đây rồi. Một chào tôm thịt rồi nên mình chào cà chặt xào xả ớt vô nồi luôn nha. Cà chặt xào xả ớt nha. Cà chặt đồng hơi hiếm á. Này này cậu lấy được cái xả. Lấy lên lên cái điện cơ thế rồi nó leo hút cái đó không á. Nó mới leo được nó chảy đó. Tôm kho này. Cà chặt xào xả ớt, canh chua nha. Canh chua cá chua ngọt nước phải ăn nè. Lấy chiếc thôi, lấy hai chiếc vợ dư chiếc. Cơm ai lấy cơm ngon lắm. Cho làm chén cơm đi đã rồi uống chứ. Miếng hơi ít thôi. Cơm là chị Trang uống thôi nha, chứ không được gom sát nha.
mời cả nhà nha, không được gấp sáng ăn cơm đòi buồn quá, gấp lắm rồi. Có đứa bia kìa, đi sáng mà giờ 1 giờ hơn 1 giờ ăn chén qua giờ chiều làm cho miếng đỡ đói.